Hơn một năm trước, tại bản Cát Thịnh, xã Cát Tân, huyện Như Xuân, xảy ra một vụ án đau lòng. Cô bé Bùi Thị Tê, sinh năm 2000, bị hiếp dâm bởi cả hai anh em ruột trong một gia đình. Việc Tê bị hiếp dâm, gia đình em không ai hay biết. Ngày 4 tháng 6 năm 2013, em Bùi Thị Tê bị đau bụng, bố mẹ đưa đi khám, thì phát hiện em đang mang thai ở tháng thứ 8. Do không có điều kiện chăm sóc, gia đình buộc lòng phải phá bỏ cái thai. Sau đó, bị bố mẹ gặng hỏi, Tê khai ra Lục Văn Hạnh, anh họ Sa, đồng thời là người cùng thôn đã giao cấu với em hai lần trong năm 2012. Hành vi của Hạnh bị gia đình Tê tố cáo với cơ quan cảnh sát điều tra. Hạnh bị bắt. Theo kết luận điều tra vụ án, sáng ngày 15 tháng 10 năm 2012, Lục Văn Hạnh, sinh năm 1992, ở thôn Cát Thịnh, xã Cát Tân, huyện Như Xuân, lên đồi để thăm keo. Lúc này, em Bùi Thị Tê cũng dắt trâu lên đồi keo của gia đình Hạnh chăn thả. Hạnh gặp Tê, ngồi cạnh em để hỏi thăm một số tình hình trong gia đình. Ngồi nói chuyện khoảng 15 phút, Hạnh nảy sinh dục vọng, rồi giao cấu với em Tê. Chiều cùng ngày, Hạnh lại tiếp tục giao cấu với Tê thêm một lần nữa. Sáng ngày 15, thì em đi làm Hà Nội, đưa em Tuất về thì em lại tiện em lên xem đồi keo thì nó có tốt chưa. Vâng, thì thấy buổi trưa thì em lên trước tầm 30 phút thì thấy Trang dắt trâu đi chăn trâu lên cũng lên đồi nhà em. Hai anh em ngồi với nhau thì em lại có ý định quan hệ với Trang, rồi sau đó em lại thực hiện luôn. Theo lời khai ban đầu của Bùi Thị Tê, Hạnh là người duy nhất thực hiện hành vi giao cấu với em. Căn cứ vào đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khai quật thai nhi và xét nghiệm ADN. Kết quả xét nghiệm kết luận Bùi Thị Tê là mẹ sinh học, nhưng Lục Văn Hạnh không phải là cha sinh học của bào thai. Lúc này, vụ án lại được điều tra theo hướng mới. Qua đấu tranh khai thác, em Bùi Thị Tê tiếp tục khai nhận. Ngoài Lục Văn Hạnh, em còn bị Lục Văn Tuất, sinh năm 1994, là em ruột của Hạnh, giao cấu hai lần. Giám định cấu trúc ADN của cơ quan cảnh sát điều tra kết luận, Tuất mới chính là cha sinh học của bào thai mà em Tê từng mang. Như vậy, em Bùi Thị Tê đã bị cả hai anh em Hạnh và Tuất cùng nhau thực hiện hành vi hiếp dâm. Vụ án hiếp dâm mà anh em Hạnh, Tuất thực hiện đã trôi qua, nhưng nỗi đau đằng sau vụ án này vẫn chưa khép lại. Nạn nhân và cũng là người phải hứng chịu nỗi đau lớn nhất là em Bùi Thị Tê. Khi bị hiếp dâm, Tê mới 12 tuổi, đang là học sinh trung học cơ sở. Và khi mang thai, em vẫn chưa tròn 13. Ở cái tuổi hồn nhiên trong sáng nhất của cuộc đời, Tê đã bị xâm hại tình dục, phải hứng chịu nỗi đau tinh thần và thể chất vô cùng lớn. Thời gian trôi qua, nhưng những tổn thương mà Tê phải gánh chịu dường như vẫn còn đè nặng. Tương lai của em chắc hẳn sẽ không còn trong sáng, vẹn nguyên như ước mong của Tê lúc ban đầu. Những người phải gánh chịu nỗi đau trong vụ án này còn có gia đình của Tê, Tuất và Hạnh, từng là hàng xóm thân thiết, là họ hàng xa, được cha mẹ Tê xem như con cái trong nhà. Chính vì vậy, họ đã không đề phòng bất trắc, để rồi khi sự việc xảy ra, những người làm cha, làm mẹ không khỏi bàng hoàng, đau xót. Tôi cũng rất lo lắng cháu, bởi vì cháu đã xảy ra ở giữa rồi thì cháu cũng gia đình thì cũng lo. Bây giờ cháu đang đi học ở sau này thì không biết là cái sự việc vẫn còn xảy ra nữa hay không. Hạnh và Tuất là con trai trong một gia đình người dân tộc Thái, có 4 anh chị em. Gia cảnh nghèo khó, cả hai đều là trụ cột kinh tế của gia đình. Chỉ trong phút chốc, bố mẹ họ phải chứng kiến những đứa con mình mang nặng đẻ đau, cất công nuôi dạy, lần lượt vào tù. Không những thế, hành vi phạm tội của các con còn khiến họ thêm tủi hổ
với bà con dân bản. Điều đáng nói, trước khi thực hiện hành vi hiếp dâm đối với em Bùi Thị Tê, Lục Văn Hạnh đã có vợ và con nhỏ. Lúc bố bị bắt, cậu bé này chưa đầy một tuổi. Ở tuổi lên hai, sau quãng thời gian bố phải ngồi trong trại giam, có lẽ em cũng quên mất khuôn mặt bố mình. Người vợ trẻ mới ngoài 20 tuổi, nay phải dành quãng thời gian đằng đẵng chờ chồng. Cùng với đó là nỗi đau vò xé vì phải chịu những điều tiếng về tội lỗi mà chồng mình gây ra. Em bây giờ mong cho con em khỏe mạnh, chồng khỏe với mẹ chờ bố về. Mong chồng em cải tạo tốt, sớm về với mẹ con em. Cũng là nạn nhân của một vụ án hiếp dâm, em Lương Thị Tê, sinh năm 2001 tại xã Công Liêm, huyện Nông Cống, bị xâm phạm khi mới 12 tuổi. Vào tháng 7 năm 2013, bố mẹ Tê đều đi làm ăn xa, chỉ có Tê và chị gái ở nhà. Tối ngày 8 tháng 7, Nguyễn Minh Dân, sinh năm 1995, là người cùng thôn đến nhà Tê chơi. Sau khi nói chuyện một lát, Dân rủ Tê ra ngoài ngõ, rồi kéo lên đồi, cách nhà Tê 50-60 mét. Tại đây, Dân đã thực hiện hành vi hiếp dâm đối với Tê. Sau khi thực hiện xong hành vi thú tính, Dân để Tê về nhà trước, còn mình thì về sau. Chị gái Tê nhìn thấy áo của Dân bẩn, đã nghi ngờ và hỏi em gái mình. Tê đem chuyện kể cho chị. Người chị liền báo cho bố mẹ đang làm ăn ở xa. Ngay sau đó, bố mẹ Tê đã báo sự việc lên công an xã Công Liêm. Ngày 7 tháng 9 năm 2013, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Nông Cống bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Dân về hành vi hiếp dâm trẻ em. Khi bị bắt, Nguyễn Minh Dân khai nhận. Trước đó, vào khoảng cuối tháng 6 năm 2013, y từng hiếp dâm Lương Thị Tê một lần ngay tại gia đình em. Tổng cộng, Tê bị Dân hiếp dâm 2 lần. Ở thời điểm bị hãm hiếp, Tê mới vừa tròn 12 tuổi. Vì sức khỏe rất yếu, Tê chỉ học đến lớp 1 rồi nghỉ, ở nhà giúp đỡ bố mẹ. Cô bé này chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình trở thành nạn nhân của một vụ án đau lòng. Sức khỏe đã yếu, giờ đây Tê lại phải chịu thêm nỗi đau tinh thần quá lớn. Nỗi đau ấy chắc hẳn vẫn sẽ còn đeo đẳng em suốt cuộc đời. Ông bà cũng ra Hà Nội đi làm, thì để cho cháu vẫn đang còn nhỏ, thì ở nhà thì không may cháu vào cấp như trước như Tê. Thì gia đình tôi, ông bà cũng đau buồn và xót lắm. Được biết, gia cảnh của Nguyễn Minh Dân cũng rất khó khăn. Sinh ra trong một hộ nghèo của xã, lại đông con. Dân lớn lên, thiếu tình yêu thương của bố. Một mình người mẹ tảo tần vất vả nuôi Dân khôn lớn. Bình thường, Dân vốn là đứa con ngoan ngoãn, có hiếu. Vậy mà chỉ vì một phút không làm chủ được bản thân, Dân đã thực hiện hành vi tàn nhẫn, hại đời của một em nhỏ, đồng thời để lại nỗi đau xót, tủi hổ cho bậc sinh thành. Hai vụ án hiếp dâm trẻ em do Lục Văn Hạnh, Lục Văn Tuất và Nguyễn Minh Dân thực hiện đã khép lại. Các bị cáo phải trả một cái giá rất đắt cho hành vi phạm tội của mình. Lục Văn Hạnh và Nguyễn Minh Dân, mỗi bị cáo chịu mức án 13 năm tù giam. Lục Văn Tuất chịu mức án 10 năm tù giam. Điều đáng nói, cả ba phạm nhân trong hai vụ án đều xuất thân từ vùng nông thôn, trình độ dân trí thấp. Lục Văn Hạnh và Lục Văn Tuất là người dân tộc thiểu số, sinh sống tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, hiểu biết xã hội kém, kiến thức về pháp luật hầu như không có. Tương tự như thế, Nguyễn Minh Dân là đối tượng ít được học hành, sự hiểu biết pháp luật còn hạn hẹp. Nguyên nhân đó, cộng thêm ham muốn thú tính của bản thân, các đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội mà không nhận thức được hết hậu quả xảy ra đối với người bị hại và chính bản thân mình. Khi ở ngoài em chưa biết được phạm tội, chưa biết mà vào đây rồi em biết là tội của mình, đã phạm tội của
Nếu mà đừng lại bây giờ thì em sẽ không làm như thế. Khi mà em thực hiện thì em cũng không nghĩ đến là em phạm tội. Ngồi trong đây thì em cũng thấy hận, lại thương bố mẹ, vợ con em ở nhà. Vợ em thì còn trẻ nữa mà một mình nuôi con nữa. Và em cũng thương cả em Trang là vì cái hành vi của em mà em Trang phải mang nhiều thiệt thòi. Vụ án Lục Văn Hạnh, Lục Văn Tuất và Nguyễn Minh Dân phạm tội hiếp dâm trẻ em chỉ là hai trong rất nhiều vụ án hiếp dâm xảy ra trên địa bàn Thanh Hóa thời gian qua. Điều đó cho thấy tình trạng hiếp dâm trẻ em vẫn là một vấn nạn nhức nhối của toàn xã hội. Thưa Thượng tá Lại Văn Tuân, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, Thượng tá có thể cho biết tình hình tội phạm hiếp dâm trẻ em diễn ra trên địa bàn tỉnh ta trong thời gian qua như thế nào ạ? Tình hình tội phạm hiếp dâm và đặc biệt là hiếp dâm trẻ em trong tỉnh ta trong năm qua là xảy ra tổng số là 20 vụ, trong đó là có 8 vụ là hiếp dâm trẻ em. Các loại tội phạm này là tính chất đặc biệt nghiêm trọng và các tội phạm này đã được phát hiện, điều tra xử lý 100%. Cái quá trình tiến hành điều tra thì cơ quan điều tra là đảm bảo tính pháp luật, tính nghiêm minh và tập trung điều tra để xử lý để đúng người đúng tội và đưa ra trước pháp luật, làm sao đó để có cái tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung trong xã hội. Thưa Thượng tá, loại tội phạm này thì có ảnh hưởng nghiêm trọng như thế nào đến nạn nhân và dư luận xã hội ạ? Cái loại tội phạm này thì nó là sự xâm phạm trực tiếp đến tình dục của trẻ em. Trẻ em thì người ta quy định là mọi hành vi giao cấu với người dưới 13 tuổi được coi là tội hiếp dâm trẻ em. Như vậy cái lứa tuổi này thì các em do nhận thức về thể chất, về sức khỏe thì còn đang non nớt, thế nhưng mà nó đã xâm hại trực tiếp đến sức khỏe, đến tinh thần, đến thể chất của trẻ em. Nó ảnh hưởng, nó làm cho hoang mang, dao động trong quần chúng nhân dân. Những gia đình có trẻ em đang đi học, đang đi làm thì không yên tâm. Và đặc biệt là nó làm cho cái đạo đức nó suy đồi. Vâng, vậy thì Thượng tá có lời khuyên nào dành cho quần chúng nhân dân trong việc phòng ngừa và đấu tranh với loại tội phạm này ạ? Trước hết là đối với những cái người đã phạm tội thì phải có ăn năn hối cải và sửa chữa và cải tạo để sớm trở thành những con người có ích cho xã hội. Thứ hai là công tác phòng ngừa xã hội thì các tổ chức đoàn thể, rồi các bậc phụ huynh, rồi các gia rồi nhà trường phải có cái quan tâm đến các cháu để làm sao đó mà không có một cái sơ hở nào cho các tội phạm này hoạt động. Phải thường xuyên là tuyên truyền bằng công tác xét xử, công tác giáo dục pháp luật đến các tổ chức xã hội và gia đình để cho họ hiểu được là cái việc mà hiếp dâm trẻ em là một cái tội đặc biệt nghiêm trọng và có khung hình phạt rất cao, và từ đó là người ta có cái không vi phạm pháp luật nữa. Đằng sau hai vụ án này là nỗi đau, vết thương khó lành ra, kín miệng theo năm tháng. Đối với phạm nhân, chúng đã phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình. Nhưng còn các nạn nhân nhỏ tuổi trong vụ án này, nỗi đau chắc chắn sẽ còn ám ảnh, đeo đẳng các em suốt cuộc đời. Tâm hồn trẻ thơ tinh khôi và mỏng manh như trang giấy trắng, một chút vẩn đục cũng rất dễ khiến cho các em bị tổn thương. Mong rằng xã hội sẽ cùng chung tay phòng chống tệ nạn hiếp dâm trẻ em, để không còn em nhỏ nào trở thành nạn nhân của những hành vi thú tính, độc ác, để không còn tuổi thơ nào bị đánh cắp, và tất cả mọi trẻ em đều được lớn lên trong môi trường thực sự an toàn, lành mạnh.